Năm mới em chúc các bác mạnh khỏe, hạnh phúc, an khang thịnh vượng, vạn sự như ý ạ. Đầu năm 2023 này em review cái lô đào bích và đào phai của vườn nhà em nhé. Các bác mua thì điện cho em số trên mình nhà em tên là Mạnh ạ, nhà vườn Minh Khôi ạ. Địa chỉ khu 31 hectare trấn Nhất Quỳ nhá, Gia Lâm, Hà Nội nhá. Cây gốc đẹp, mầm đã đẹp rồi ạ, đến vụ trồng rồi, các bác nhớ nhanh tranh thủ đặt mua đi ạ. Cây rất đẹp rồi ạ. Bên em số lượng còn có hạn nhé, các bác mua thì nhanh tay đặt hàng ạ, không sắp hết hàng rồi ạ. Cây giờ thì cực đẹp luôn, gốc thì như năm đầu ngón tay ạ, từ ngón tay út đến ngón tay trỏ các bác nhé. Em giao cây trên các vùng lớn, em không giao đến tận nhà các bác nhé. Bác mang mua thì điện cho em số trên màn hình ạ. Bác nhớ đăng ký kênh và like cho em, kênh của em ngày càng phát triển, mang giống mới cho bà con nhé. Và các bác xem video tiếp theo của các loại cây để đỡ phải mua vài cây dởm nhé các bác nhé. Các bác đăng ký kênh thì cũng chả mất tiền đâu ạ. Và các bác like cho em để kênh của em phát triển, mang giống mới cho bà con, đỡ phải mua vài những cây dởm nhé. Đào ghép là phải có mắt ghép nhé các bác nhé. Không người ta bán đào thường sinh ấy. Tốt nhất là các bác mua ở những nhà vườn có uy tín ạ. Em xin chào các bác, hẹn gặp lại các bác video tiếp theo ạ. Địa chỉ vườn em là khu 31 hectare thị trấn Chư Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội ạ. Ngoài đào ra em còn rất đủ nhiều cây giống ạ. Cây gì em có, cây ăn quả, cây công trình, cây bóng mát. Các bác mua cây gì thì điện cho em số trên màn hình ạ. Em tên là Mạnh ạ, nhà vườn Minh Khôi ạ. Địa chỉ khu 31 hectare thị trấn Chư Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội ạ. Em giao cây trên các trồng đồng lớn nhá, em không giao đến tận nhà các bác nhé. Các bác mua cây gì thì điện cho em số trên màn hình ạ. Đào rất đẹp rồi ạ, trồng được rất đẹp rồi các bác nhé. Em giao cây trên các trục lớn gần đường nhà các bác ạ. Em không giao đến tận nhà đâu các bác ạ. Các bác mua thì điện cho em số trên màn hình nhá. Em bao cước từ 100 cây trở lên, dưới 100 cây các bác phải trả cước nhá. Em ship hàng toàn quốc ạ. Nhận cây phải trả tiền nhá các bác nhá, nên các bác yên tâm. Em không nhận, không đặt tiền trước đâu ạ. Các bác nhận cây mới phải trả tiền cho nhà xe ạ. Tránh trường hợp làm khó dễ hai bên nhé, nên bên em bán là không đặt trước ạ.